với kênh Tinh Hoa Cuộc Sống. Quý vị thân mến, thời gian gần đây chỉ cần nhắc đến hai từ đi bộ hay nồi cơm điện thì có lẽ không ai là không biết. Thầy thích minh tuệ với dáng hình gầy guộc mảnh mai, nước da nhốm màu bánh mật của bao ngày dãy nắng dầm mưa, đầu trần chân đất, mặc trên người bộ trang phục toàn là những mảnh vải chắp vá. Tay thầy ôm theo lõi nồi cơm điện khi khất thực dọc đất nước Việt Nam có lẽ đây là hình ảnh quá quen thuộc với cô bác ở đây rồi, đúng không ạ? Từ trẻ nhỏ đến người già đều vô cùng quan tâm đến thầy Thích Minh Tuệ. Khi bước chân thầy đi đến đâu, cũng có hàng nghìn người dân kéo đi, thầy quay phim chụp ảnh. Một số Phật tử kính ngưỡng thầy thật lòng thì quỳ gối cúng dường thức ăn. Vậy sau khi thầy chính thức dừng bộ hành thì thầy sẽ đi đâu? Và còn điều gì bí ẩn về thầy Minh Tuệ chưa từng được tiết lộ? Có lẽ đây đều là câu hỏi mà những ai quan tâm và theo dõi thầy thắc mắc đúng không ạ? Và trong chương trình ngày hôm nay, Tinh hoa cuộc sống sẽ tiết lộ 9 thông tin bí ẩn nhất về thầy Minh Tuệ. Quý vị có tò mò không ạ? Vậy thì ngay sau đây, mời quý vị cùng tìm hiểu ngay nhé. Quý vị thân mến, có một thông tin bí mật trong quá trình Tinh hoa cuộc sống tìm hiểu về thầy Minh Tuệ khiến ai nghe xong cũng phải dùng mình khiếp sợ thứ nhất thầy minh tuệ từng bị xét đánh có lẽ phải là một người yêu mến và theo dõi hết hành trình về thầy minh tuệ thì mới có thể nghe được những lời chia sẻ này của thầy thầy minh tuệ kể thầy từng bị xét đánh chết đi sống lại hồn lìa khỏi xác rồi nhận ra rằng chết không phải là kết thúc mà còn có thể luân hồi kiếp sau và từ đó thầy đã quyết định tu tập đến nay Bà Phan Thị cũng từng chết đi sống lại cách đây mấy chục năm, sau cái chết sống lại, bà có thể dự báo trước tương lai. Câu chuyện ly kỳ về cái chết bất ngờ của bà khi xảy ra vào năm 1984, lúc đó vào tháng 5, cửa tùng vào mùa gặt, dù ở tuổi 50 nhưng bà khi vẫn còn rất khỏe mạnh, có thể gánh được hai bó lúa to đi cả cây số mà chỉ sức đàn ông mới chịu được. Việc cày cấy, cuốc vác bà đều làm hết không một lời kêu ca. Vậy nhưng vào một buổi trưa, khi bà đi gặt lúa về vừa về đến sân thì lăn đùng ra chết bất đắc kỳ tử. Khi bà nằm lăn ra nền nhà và tắt thở, không ai có thể tin được vì người khỏe mạnh như bà sao có thể chết một cách vô lý như thế. Nhưng dù không tin thì cũng phải chuẩn bị hậu sự cho bà. Gia đình bà khi làm dạp lo đám, mặc áo quan, cả nhà khói hương nghi ngút. Cha mẹ, anh chị em và năm người con của bà khóc ngất xỉu. Người thân đã liệm bà và đặt vào hòm gỗ. Đến giờ cúng cơm, khi người thân vừa bưng cơm đặt lên bàn thờ thì nghe trong hòm có tiếng trần đạp. Rồi bất ngờ, bà khi ngóc đầu dậy từ trong quan tài, xung quanh hương khói mờ ảo, thấy người chết bỗng dưng lô cồm ngồi dậy từ trong quan tài ai nấy đều khiếp sợ là hết bỏ chạy không tin nổi vào mắt mình bà khi còn kể thêm bà đã đi qua 12 cửa âm gian gặp được rất nhiều người có cửa bà gặp hàng xóm láng giềng có cửa bà gặp cảnh chợ đò hàng quán và có cửa lại gặp ruộng vườn nhưng tất cả cảnh vật đều từ thời xa xưa khác với lúc bà đang sống khi đến cửa cuối cùng thì bà gặp ông nội và cố ruột của mình. Ông nội tôi hỏi mi mần chi mà xuống đây? Tôi trả lời con xuống đây ở với mụ của bà. Mụ cố bà kêu con xuống ở với mụ cho mụ vui. Ông nội tôi nói với mụ của bà, nhà hắn cực khổ, hắn còn con gái đông. Trên nữa, để cho hắn lên trên sống, hắn còn nuôi con kẻo tội nghiệp. Nhưng mụ cố bà không chịu, cứ níu tay tôi ở lại, Ông nội tôi lấy roi to, đập tôi dữ lắm. Vừa đập vừa nói, lo mà lên đi, lên mà nuôi con. Số mi chưa chết được mô, phải đến 95 tuổi mới chết. Bị đập đau, tôi cúi đầu cúi cổ chạy, chạy qua một cái cầu thì tôi đến cái cửa xung quanh. Dưới đất toàn là mảnh vỡ của chén bát hũ sứ. Khi bước qua cánh cửa đó thì tôi tỉnh lại và thấy mình ở trong quan tài. Xung quanh hư khói nghi ngút, mọi người khóc lóc thảm thiết gọi tên bà khi cho biết bà bắt gặp cuộc sống dưới âm gian cũng giống như cuộc sống trần gian cũng có con người giao thương buôn bán gà vịt ruộng nương đường xá tất cả đều không thiếu thứ gì người cõi âm gian đó ăn mặc quần áo thời phong kiến cũng có mà đồ hiện đại cũng có giống như bữa nay chắc là có áo vét quần tây xe máy ô tô dưới rồi cũng nên nói chung trên dương gian có gì thì dưới đó cũng y như thế như quý vị đã thấy, thầy Minh Tuệ chẳng khác nào một vị Phật sống đúng không ạ? Bên cạnh đó, thầy Minh Tuệ còn làm nên vô số kỷ lục không tầm thường. Thầy chẳng khác nào một vị Phật sống giữa cuộc đời này. Vậy đâu là những điều phi thường về thầy chúng ta chưa biết hết? Thứ hai là thầy có thể nói chuyện với rắn. Có một lần ngồi trong hang đá, thầy Minh Tuệ đã từng nói rằng khi thầy đang nghỉ trong một hang đá thì thầy gặp một con rắn xanh thầy đã gọi rắn là ngài. Thầy nói dạ ngài đến ở thì con đi ở chỗ khác, rồi khi nào ngài đi rồi thì con tới con ở. Sau ba ngày thầy quay lại thì không gặp lại con rắn đã bỏ đi. Thầy còn kể rằng có dư còn gặp rắn phát sáng và bay lên núi và trong một video các YouTuber đi theo thầy cũng từng xuất hiện một con rắn ngóc đầu lên đảnh lễ sư Minh Tuệ có lẽ do rắn là loài vật có linh tính nên có thể cảm nhận rất rõ Thầy Minh Tuệ là bậc chân tu. Nhớ lại bộ phim cuộc đời Đức Phật cũng có chi tiết thần rắn đã đến phình mang che mưa cho Đức Phật. Rắn thần có hình dạng như rắn hổ mang, xuất phát từ Hindu giáo Ấn Độ. Như chúng ta đã biết nơi đây chính là cội nguồn của Phật giáo, rắn thần chính là cội nguồn của thịnh vượng là thánh linh bảo vệ người dân ở đây. Bên cạnh đó, rắn thần rất được tôn sùng ở quốc gia này bởi họ xem đây là cội nguồn bảo vệ các con sông thiêng liêng. Nhiệm vụ của rắn thần trong Phật giáo là canh giữ những pho tượng thần và vàng bạc kho báu. Theo tài liệu ghi chép của người Trung Hoa có kể lại rằng, khi Đức Phật chào đời thì rắn thần đã phun nước thơm bằng miệng để tắm cho ngài. Thứ ba, thầy có cùng ngày sinh với Bác Hồ có lẽ đây là sự trùng hợp bất ngờ khiến ta phải rơi nước mắt. Có lẽ đây là những điểm tương đồng đến kỳ lạ không có gì có thể lý giải. Đầu tiên là ngày Sư Minh Tuệ sinh ra. Không thể tin được là Sư Minh Tuệ và Bác Hồ đều sinh ngày 19 tháng 5 và đều là người con quê hương nghệ tĩnh. Đều phải đi tha phương buôn ba để thực hiện trí lớn. Đều được đa số người dân kính trọng và quý mến. Đều được tạc tượng thể hiện lòng tôn kính, một điều đáng ngạc nhiên hơn khi sư Minh Tuệ còn có rất nhiều điểm giống với Đức Phật. Chính bố thầy Minh Tuệ kể rằng, thầy Minh Tuệ đã bị đẻ rơi ngoài đường giống Đức Phật năm xưa khi Hoàng hậu về quê ngoại để sinh nở. Hoàng hậu đã sinh Đức Phật trên đường đi. Hiện tại trong tăng đoàn đi cùng thầy Minh Tuệ đã có đủ 18 vị và hình tướng của những vị sư đi theo thầy cũng rất giống tăng đoàn của Đức Phật 2.500 năm trước. Chưa kể là những chi tiết trong đoàn sư minh tuệ y như bộ phim Cuộc đời của Đức Phật đời thực. Thứ tư là những kỷ lục chưa từng có. Quý vị thân mến có một điều không thể tin nổi là thấy Minh Tuệ đã xác lập những kỷ lục chấn động chỉ sau một tháng. Với sức ảnh hưởng lan tỏa mạnh mẽ, Minh Tuệ đã nhanh chóng trở thành người nổi tiếng nhất trên mọi nền tảng mạng xã hội từ TikTok, YouTube, Facebook cho đến Instagram và Viber chỉ trong thời gian ngắn sau khi xuất hiện, không chỉ là người nổi tiếng mà Minh Tuệ còn trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo cho hàng loạt nghệ sĩ ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ việc vẽ tranh, chụp ảnh, sản xuất phim, sáng tác nhạc, thiết kế thời trang đến việc tạo ra những tác phẩm thơ ca và tượng điêu khác. Vị thế của thầy thật đáng kinh ngạc, chỉ với một lõi nồi cơm điện của Minh Tuệ trở thành trung tâm của sự chú ý khi hàng triệu người phải nhắc đến nó. Với nỗi lo sợ mất đi miếng cơm hàng ngày, còn có tin đồn rằng chiếc nồi cơm điện của thầy được giao bán với giá 4 tỷ đồng. Vậy chiếc lõi nồi cơm điện này được làm bằng gì mà lại đắt tới như vậy? Nó làm bằng kim cương hay làm bằng vàng? Vâng thưa quý vị, thực chất chiếc nồi cơm điện của thầy chỉ được làm bằng lõi nồi cơm điện bình thường mà thôi. Từ ngày mùng 3 tháng 6 năm 2024, ông Thích Minh Tuệ lại lui về ẩn tu. Như vậy có lẽ hợp lý vì ông cũng bị phiền nhiễu quá mức và chính quyền cũng hết chịu nổi khi ngày càng có ngàn vạn người dân hoan hỷ, thành kính đón chào ông. Như một vị lãnh tụ tinh thần chưa từng thấy, nhưng sự xuất hiện của ông chỉ trong một tháng thôi cũng đủ hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Hiện tượng thích minh tuệ diễn ra không ai biết trước, không ai chủ động tạo ra. Đó là một hiện tượng hoàn toàn tự phát nhưng đủ hết các cơ duyên để bùng phát, lan tỏa như báo lũ chấn động xã hội và dư chấn rung động đến cả quốc tế. Tôi cứ nghĩ lan man, tại sao lại là lúc này có phải là cơ trời? Một, khi các ma tăng có quyền lực bảo kê, bộc lộ hết sự tha hóa trước cửa Phật và trước bàn dân thiên hạ, phải nói rằng hơn 14.000 chùa, hơn 44.000 tăng ni trên khắp cả nước cũng có những chùa được giữ ta bảo, có những sư ni tu theo chánh pháp của Phật. Nhưng những năm gần đây, ngày càng nhiều chùa, nhiều sư trong giáo hội Phật giáo Việt Nam đã bộc lộ rõ sự tha hóa, xa rời chánh pháp của Đức Phật. Những hoạt động dân sao giải hạn, trục phong, phóng sinh, chiêm bái xá lợi tóc Phật, tổ chức khất thực, thu tiền của các Phật tử tại chùa, kêu gọi cúng dường bằng đủ mọi thủ đoạn. Theo họ thì không cần tu, không phải phước sinh ra từ đức, mà cứ cúng dường là có phước, cúng càng nhiều phước càng lớn. Những clip giảng pháp ba trợn, những hành vi phản cảm của Thích Trúc Thái Minh, Thích Nhật Từ, Thích Trần Quang, Thích Nhuận Đức lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc gây gớm với những bằng chứng không thể chối cãi nhà thơ Trần Mạnh Hào đã viết rằng với tiêu chí đạo Pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội hiện nay của giáo hội Phật giáo quốc doanh, chùa chiền của Việt Nam đang thờ khẩu hiệu diệt tôn giáo của Khan Mác. Tôn giáo là thuốc viện của nhân dân và thuốc viện chính là thuốc độc cần phải loại bỏ trong xã hội con người. Trong giáo hội giáo chủ nghĩa của Marx không có chỗ tồn tại của tôn giáo, như vậy Phật giáo chỉ còn là phương tiện để các thầy chùa quốc doanh hô hào truyền khoản, gọi là thích truyền khoản, thích cúng dường, thích cúng sao. Nhà văn Phạm Lưu Vũ đã gửi thư ngỏ cho Hòa thượng giáo chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Chí Quảng, nêu rõ sự phá đạo của mấy sư và gay gắt hỏi Thượng tọa thích chân quang vì cực tham và cực si nên mới nhầm lẫn đến mức như thế. Chẳng lẽ các vị chư tôn đức ở bên trên cũng si như vậy cả hay sao mà không lên tiếng bảo vệ giáo lý của Đức Phật? Tiến sĩ nhà giáo Chu Mộng Long đã có bài viết cần truy cứu trách nhiệm ban tôn giáo chính phủ kiến nghị ban kiểm tra trung ương đảng cộng sản việt nam và bộ công an hãy điều tra xử lý ban tôn giáo chính phủ về tội quản lý nhà nước về tôn giáo đã để xảy ra bao nhiêu chuyện bê bối của giáo hội phật giáo việt nam làm nhân dân bức xúc hết chịu nổi Vậy mà giáo hội Phật giáo Việt Nam và mấy ma tăng vẫn chờ như đá, vững như đồng. Bởi vì cái giáo hội Phật giáo Việt Nam xã hội chủ nghĩa này tin rằng hội của đảng và nhà nước lại có lực lượng vô cùng hùng hậu. Nhiều người, cả người viết bài này, nhiều lúc thấy như vô vọng trước sức mạnh của mấy ma tăng lôi kéo được hàng triệu quần chúng u mê theo chúng. Theo số liệu thống kê của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cả nước có gần 45 triệu tín đồ quy tam bảo, có 1.002 đơn vị gia đình Phật tử và khoảng 44.498 tăng ni, hơn 14.775 tử viện tỉnh xá tỉnh thất niệm Phật. Tất nhiên vẫn có nhiều nhà sư chân tu, nhiều ngôi chùa nghèo mà giữ được tam bảo, Phật Pháp tăng, nhiều Phật tử tu theo tránh Pháp, nhưng tất cả những nhân tố tích cực ấy như ẩn cư, khép nép, chìm vào tĩnh lặng trước đội quân hùng hậu, trùng trùng điệp của mấy ma tăng trong giáo hội Phật giáo Việt Nam. Sự mất niềm tin, bức xúc của nhiều người dân và Phật tử đã lên tiếng đỉnh điểm khát khao mong chờ một sự thay đổi. 2. Sự xuất hiện của Thích Minh Tuệ đủ chính đúng lúc trong bối cảnh nêu trên, bỗng xuất hiện thích Minh Tuệ như ánh đuốc nhiệm màu, soi sáng căn hầm hỗn độn, mông lung u tối. Nhưng phải có một quá trình gian khổ 6 năm âm thầm mới đủ chín để có một minh tuệ xuất hiện như ngày hôm nay, chấn động nhân tâm như những gì đã thấy từ đầu tháng 5 năm 2024 đến nay. Thích Minh Tuệ tên thật là Lê Anh Tú, sinh năm 1981 tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1994, Tú cùng gia đình chuyển đến tỉnh Gia Lai sinh sống. Sau khi học hết phổ thông, trung học, Tú đi nghĩa vụ quân sự. Khi xuất ngũ, Tú theo học trường trung cấp lâm nghiệp Tây Nguyên. Tốt nghiệp, Tú làm công tác đo đạc địa chính cho một công ty tư nhân tại tỉnh Phú Yên. Thời gian này, Tú đã tìm hiểu Phật Pháp trong sách, trên mạng và quyết định xin bố mẹ cho đi tu. Tháng 7 năm 2015, Tú xuất gia đi tu tại một ngôi chùa với pháp danh Thích Minh Tuệ. Sau hai năm thấy không hợp nên rời khỏi chùa lên núi ẩn tu một mình trong hốc đá ở núi sạn Nha Trang hàng ngày đi khất thực. Sau đó thấy rằng cần phải đi ra thế gian để có cơ hội hiểu đời hiểu mình nên năm 2017 Minh Tuệ quyết định đi bộ hành từ Nam ra Bắc và ngược lại. Cho đến nay đã đi bốn lần và ông đã đặt chân đến gần như khắp mọi miền đất nước, chỉ còn ba tỉnh Tây Ninh, Trà Vinh, Bến Tre là chưa tới. Thời gian đầu Minh Tuệ đi cất thực đầu trần chân đất, nhưng y phục bình bát vẫn giống như các sư ở chùa. Năm 2018, một người đi xe hơi thấy một nhà sư đầu trần chân đất đi dưới trời nắng, liền mời thầy lên xe. Minh Tuệ vẫn xưng tôi, cảm ơn, tôi đi bộ để rèn luyện. Tháng 5 năm 2019, chị Vivian Phạm gặp Minh Tuệ ngồi thiền trên đèo Pha Đin. Ông vẫn mặc áo vàng nhưng đã xưng con, sau này, Minh Tuệ mới dần dần đủ chín để xuất hiện vào tháng 5 năm 2024 với thầy đủ đạo hạnh của một bậc chân tu lý tưởng đáp ứng niềm khát khao mong cầu của thế gian trong xã hội đương thời. Tôi tin rằng Thích Minh Tuệ đã đủ chín thì mới. Không xưng thầy dù được gọi là thầy, không xưng tôi như năm 2018 mà xưng con năm 2019 nghĩa là buông bỏ cái ngã của mình xuống thấp hơn tất cả mọi người. Còn coi tất cả mọi người đều là anh em, cha mẹ, mọi người đều bình đẳng, tức là vô ngã, đồng thể ngã với mọi chúng sinh. Còn hơn thế, có ai mắng chửi đánh con, con cũng không tức giận họ, con cầu mong cho họ hạnh phúc. Chọn y phục tự khâu chắp vá và bình bát là ruột nồi cơm điện, các hẳn không thể lẫn với y phục, bình bát của tất cả các nhà sư tu hiện thời. Xem hình chụp ngày 14 tháng 10 năm 2022 tại cầu Long Biên, Hà Nội chỉ đầu trần chân, chân đất đi khất thực ăn một bữa không nhà cửa không nhận tiền ngủ ở nghĩa địa gốc cây buông bỏ hết nhu cầu vật chất đến tối giản không thể buông bỏ hơn được nữa khác hẳn với đời sống của tất cả các nhà sư hiện thời các nhu cầu cho xác thân đã tối giản tận cùng mà luôn an nhiên vui vẻ con rất hạnh phúc gợi liên tưởng đến ngài ca diếp đã đọc nhiều kinh pháp nhưng luôn nói con đang học tu chưa có gì để nói nhưng nếu ai hỏi thì vui vẻ trả lời rất giản dị mộc mạc mà có người gọi là ngô nghê. Nhưng thực ra thì đúng với căn bản của Phật Pháp, Minh Tuệ cũng không nói mình tu theo hạnh đầu đà. Ông nói nói Pháp không ai bằng Ngài An Nan, tu khổ hạnh không ai bằng Ngài Ca Diếp. Nhưng Đức Phật không bảo ai tu theo An Nan hay Ca Diếp cả, con chỉ tu theo lời Phật dạy. Có tuệ giác, biết trước, phòng trước mọi chuyện, con chỉ là công dân Việt Nam học tu theo lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sáu năm qua, con không là nhân sự ở chùa nào, con không là Nam Tông hay Bắc Tông, cũng không phải là tu sĩ của giáo hội Phật giáo Việt Nam, bởi con tự thấy đạo đức của con chưa đạt đến cảnh giới đó mọi người quay phim ghi hình con không có quyền ngăn cản nếu họ thấy việc họ làm là ích lợi và vui vẻ thì họ cứ làm mọi người đi theo là tự ý họ con không kêu gọi cũng không có quyền ngăn cản nhưng mong mọi người giữ trật tự không gây cản trở giao thông mất trật tự tất cả mọi người đang di hành cùng nhau đến từ sự tự nguyện tu tập không có đoàn không có tổ chức đội trưởng nào cả không có ai đứng ra chịu trách nhiệm để kêu gọi quyên góp không cúng dường vật chất không nhận tiền bạc không nhận chuyển khoản ai muốn đi thì đi muốn ở thì ở con không mời gọi không kết nạp đệ tử và cũng không xua đuổi ai con chỉ mong tất cả mọi người chuyên tâm tu tập, rèn luyện sức khỏe, đạo đức từ bi, loại bỏ tham sân si, hùng hãn để được an lạc và hạnh phúc. Trả lời chiếu 29 tháng 5 năm 2024 tại Quảng Trị. Điều đặc biệt là những câu trả lời của Minh Tuệ cách đây từ 5 đến 6 năm cho tới nay vẫn luôn nhất quán. Nếu ông nhận người đi theo là đệ tử có tổ chức tăng đoàn thì ông đã bị bắt khi hành giả Lương Thanh Sơn, pháp danh Minh Thiện giúp nhiệt tại Quảng Trị và chết tại bệnh viện Huế ngày 31 tháng 5 năm 2024. Với thân hình gầy còm nhưng dẻo dai phi thường, gương mặt cháy nắng chất phác, nụ cười hiền hậu, lời nói chân thật, mộc mạc và nhất là đã theo hành trì tu tập hạnh đầu đà 6 năm, Minh Tuệ hiện hiện lên là người Việt Nam tu thật. Vì thế hình ảnh Minh Tuệ đã làm rung động hàng triệu con tim, lóe lên niềm tin và hy vọng vào tam pháp bảo vào những điều tốt đẹp mà người dân đang khát khao tìm kiếm. Giáo chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Hòa Thượng Thích Chí Quảng nói có nhiều pháp tu nhưng tu hạnh đầu đà là khó nhất nhằm tới ra khỏi sinh tử luân hồi khi Đức Phật tại thế có nhiều người tu theo hạnh đầu đà, nhưng rồi bỏ dở, chỉ có Ngài Ca Diếp đi tới cùng vì Ngài có thân kim cương. Minh Tuệ từ chối giảng Pháp nhưng Hoàng Pháp bằng trì giới nghiêm mật, hành Pháp bền bỉ, giáo hóa chúng sinh bằng thân giáo khiến xúc động lòng người, đánh thức những giá trị đạo đức ẩn sâu trong lòng người. Vậy nên nhiều người coi Minh Tuệ như hình ảnh Đức Phật, Chúa Giêsu như Ngài Ca Diếp tái sinh để giải cứu đạo Phật đang suy đồi. 3. Khi truyền thông xã hội đủ mạnh phổ cập đến toàn dân Nếu không có mạng truyền thông xã hội đủ mạnh phổ cập thì xã hội cũng chẳng mấy ai biết đến Thích Minh Tuệ. Bằng chứng là từ năm 2017, Minh Tuệ đã một mình đi khắp thực từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam đến ba lần, đi khắp các tỉnh thành mà có mấy người biết đến đâu. Ngày 12 tháng 5 năm 2019, chị Vivia Phạm đã gặp một nhà sư trên đèo Pha Đin ngồi trò chuyện gần một giờ mà có lưu ý gì đâu. Nay chị mới biết đó là Minh Tuệ và đưa hình ảnh viết lại buổi gặp gỡ 5 năm trước. Hóa ra là sư Minh Tuệ đi bộ lên điện biên phủ. Ngày 14 tháng 10 năm 2022, bạn trẻ Thịnh Nguyễn sống tại Hà Nội, tình cờ gặp Minh Tuệ đi bộ tại cầu Long Biên. Bạn là người có hiểu Phật Pháp nên trò chuyện, rất cảm phục và viết một status trên Facebook gặp thầy Minh Tuệ gặp một thầy chùa đi bộ từ Nha Trang lên phía Bắc ra đến Hà Nội, thầy đi hết một tháng rưỡi. Hôm nay gặp khi thầy từ Lạng Sơn về tới cầu Long Biên, trên đường thầy tới quốc lộ 1 để đi về Nha Trang lại, chỉ có 26 comments đều tỏ ra cảm phục, cộng đồng mạng vẫn im lặng. Chiều ngày 31 tháng 3 năm 2024, Minh Tuệ đi qua Nghệ An, đi có một mình và chỉ có một cô gái hỏi chuyện và chụp hình với ông, đăng lên Facebook Nghệ An rồi ông đi mãi lên Hà Giang chỉ một người cùng đồng hành và gặp một thanh niên hỏi chuyện ghi lại đoạn clip nhưng không mấy người quan tâm. Ngày 8 tháng 5 năm 2024 khi ông từ Bắc trở về qua Thanh Hóa bắt đầu có mấy chục người đi theo hỏi chuyện, livestream rồi Nhật Nam TV cái hình đưa lên YouTube. Đến ngày 14 tháng 5 khi Minh Tuệ vào đất nghệ An thì ngày càng đông người đón chờ đi theo chụp ảnh, livestream. Khi Minh Tuệ vào đến thành phố Vinh, thì mấy nghìn người dân đổ ra đón Minh Tuệ. Các YouTuber, Facebooker, Twitter, tiếu tiếp tác nghiệp, hình ảnh tràn ngập trên không gian mạng lan truyền như bão. Đội ngũ YouTuber, Facebooker, Twitter ngày càng đông đeo bám ngày đêm không bỏ sót một cảnh nào trên đường đi của Minh Tuệ. Có nhiều người phê phán đám youtuber, facebooker, tiktoker lợi dụng hình ảnh trục lợi gây nhiễu loạn thông tin xã hội. Nhưng nếu không có đội ngũ truyền thông dân dã này, làm sao xã hội và quốc tế biết rõ sự thật về sư minh tuệ? Rõ ràng, nhờ truyền thông xã hội phổ cập mạnh mẽ mới biến hiện tượng minh tuệ thành sự kiện xã hội sôi nổi hào hứng, lan tỏa chưa từng thấy trong nhiều năm qua tại Việt Nam và tạo hiệu ứng xã hội không lường hết được. 4. Minh Tuệ xuất hiện như ánh sáng nhiệm màu Khi nhiều Phật tử và người dân đang thất vọng về sự xuống cấp của Đạo Phật, thì Minh Tuệ xuất hiện như ánh sáng nhiệm màu, lóe lên niềm tin và hy vọng vào Đạo Phật. Ngày 14 tháng 5, những người dân Nghệ An đầu tiên được Facebooker phỏng vấn đã nói, chúng tôi đón đợi thầy từ 4 năm giờ rồi, thầy là bậc chân tu, nghìn năm mới xuất hiện, thầy không lấy của dân một đồng nào để xây chùa to tượng lớn mà cho người dân thấy được chánh pháp của Đức Phật. Phải nói rằng trong đám đông cũng có những người hiếu kỳ, nhưng hiếu kỳ thì người ta chú ý xem chuyện lạ, cười vui chỉ trò, khi hình chơi thế thôi. Nhưng đây lại hàng ngàn hàng vạn người chờ đợi, chắp tay niệm Phật, nhiều người quét đường rắc hoa trải thảm cho minh tuệ và đoàn tòng tu đi trong sự tôn kính thì đâu phải là tò mò bao nhiêu người dân rơi nước mắt đảnh lễ, dâng đồ ăn nước uống, che mưa, che nắng cho Minh Tuệ và đoàn tòng tu mỗi ngày một đông, cho thấy lòng dân ngưỡng mộ vị chân tu như thế nào. Đặc biệt, chính quyền lực lượng an ninh các địa phương cũng thuận lòng dân, không có hành động cản cấm mà còn ra sức giữ trật tự, bảo vệ Minh Tuệ và đoàn tòng tu cho đến tối ngày mùng 2 tháng 6 năm 2024. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng bảo, dân người ta tinh lắm, quả không sai. Rất nhiều người trả lời phỏng vấn, vô vàn bài viết video trên mạng xã hội đã so sánh phân tích sự khác nhau giữa minh tuệ tu thật và đám ma tăng, chỉ rõ đâu là chánh pháp, đâu là tà pháp. Mấy người xúc phạm minh tuệ dường như bị quả báo nhãn tiền trước búa rìu dư luận. Điều quan trọng là lòng dân, hàng triệu Phật tử đã thức tỉnh hướng về tránh đạo, xa rời tà đạo, một sự chuyển động chưa từng thấy. 5 bốn yếu tố nêu trên đều tiền triển đến độ chín và bộc phát tự nhiên, hòa quyện với nhau một cách nhịp nhàng kỳ diệu. Không ai lường trước được, không ai tổ chức được như vậy. Sứ mệnh của Minh Tuệ xuất hiện một lần trong tháng 5 năm 2024, vậy cũng đủ. Có thể nói đó là cơ trời, trời đã tạo cơ hội ngàn năm có một để đạo Phật Việt Nam tỉnh thức, có cơ hội trở về tránh pháp, sự kiện minh tuệ gây hiệu ứng xã hội vô cùng lớn không chỉ về đạo phật mà còn về tự sự thức tỉnh lương tri lòng trắc ẩn từ bi đạo đức lối sống và tác động đến cả văn học nghệ thuật cơ trời là vậy nhưng làm thay đổi được gì đến đâu là thuộc về sức sống sự tỉnh thức của nhân dân phụ thuộc vào phúc và nghiệp của dân tộc này Quý vị thân mến, trong lịch sử tồn tại của xã hội Việt Nam, hình như từ cả trăm năm qua chưa từng có hiện tượng một cá nhân không sở hữu tiền bạc, đầu trần chân, chân đất theo con đường tu khổ hạnh mà lại làm dậy sóng dư luận, cuốn hút sự theo dõi của hàng triệu người như trường hợp của thầy Thích Minh Tuệ. Hình ảnh thầy Minh Tuệ trái ngược hoàn toàn với hình ảnh nhiều nhà tu khác đang có những ảnh hưởng nhất định trong đời sống tâm linh cũng như trong đời sống xã hội. Một bên buông bỏ tất cả những ràng buộc của cuộc sống ta bà, dấn thân vào con đường khổ hạnh, những mong tìm được giác ngộ cho bản thân và cho người khác. Một bên hoàng xương đạo Pháp bằng cách vận động người mộ đạo cúng dường thật nhiều để xây dựng những kiểng chùa to, ngang công điện các vua chúa ngày xưa. Nếu tiền cúng dường của người mộ đạo biến thành chùa to tượng lớn, đủ chỗ cho tín đồ đến chiêm bái tu tập thì chẳng nói làm chi. Đằng này chúng còn biến tướng thành xe bốn bánh, điện thoại phơ tu, đồng hồ Rolex, biến thành chăn em nệm ấm cho kẻ tu hành. Đó không phải là hoàng xương đạo Pháp mà là lợi dụng đạo Pháp để trục lợi. Trong những đồng tiền cúng dường đó, bao nhiêu đến từ những đại gia bất động sản, tài sản, tính bằng ngàn tỷ đồng, bao nhiêu đến từ những người lao động nghèo khổ vì lòng mộ đạo mà săn sẻ chén cơm gia đình để hỗ trợ nhà chùa. Cho dù chúng đến từ đâu thì hành vi biến tiền cúng dường thành vật chất xa xỉ, phục vụ cho cá nhân cũng là hành vi trộm cắp trắng trợn, trộm cắp lòng tin, trộm cắp của nhà nghèo. Đã đến mức đó, kẻ già tu còn chưa thấy đủ, thẳng thừng ra giá, giá cho người mộ đạo về những loại tiền được chấp nhận cúng dường loại nào không, kêu gọi dâng hiến cả nơi dành cho cả gia đình người ta chui vào chui ra để đổi lấy sự hứa hẹn, mang tính trả giá và lừa gạt. Trong những trường hợp như vậy, sự trương cháo vô liêm sỉ là không có một giới hạn nào. Chính sinh hoạt Phật giáo trong thời gian qua chứa được nhiều cái bất cập như vậy mà lòng tin của công chúng mộ đạo bị rứt mẻ khá nhiều. Những bức xúc chỉ chờ cơ hội thuận tiện để bùng phát, và cơ hội đó đã đến bất ngờ với hình ảnh vị sư đầu đội trời chân đạp đất sống trong tình trạng không còn có thể khổ hạnh hơn mắt dáng môi tươi lòng khiêm cung đáng để cho mọi người học hỏi sau khi trải qua cuộc đời khổ hạnh trong bóng tối suốt bốn năm năm dài đi về bắc không ai biết trở về nam chẳng ai hay thầy thích minh tuệ bỗng xuất hiện trong thế giới truyền thông như vầng sáng chói lòa, soi tỏ tương hành vi lợi dụng Phật Pháp của kẻ giả tu, giúp nhiều người mộ đạo phân biệt rõ đâu là tránh đâu là tà, góp phần xác định lại giá trị chân chính của sự tu hành. Tất nhiên, những gì đã xảy ra khiến cho kẻ lợi dụng đạo Pháp cảm thấy bất an, họ thể hiện sự thiếu kiên nhẫn một cách vụng về, đến nỗi một người mang tiếng tu hành như ông Thích Trần Quang lại gọi một người tu hành khác là thằng Ba Trợn, chiếc mặt nạ rớt xuống, giữa kẻ tự xưng là bậc tu hành với tên tướng cướp không còn có danh giới nào hết. Dẫu sao hệ quả này có mặt tích cực của nó giúp cho nhiều người thấy rõ chân tướng của những kẻ mà họ từng quỳ mọp xuống để dâng lên những đồng tiền mồ hôi nước mắt. Chính sự tình ngộ này đã tạo ra một lớp công chúng biết đặt niềm tin đúng chỗ, biết bảo vệ người và bảo vệ mình. Buổi sáng ngày 16 tháng 5 năm 2024 tại Hà Tĩnh, công chúng phát hiện một sự kiện khó hiểu. Một người lạ mặc áo nhà tu le lỏi vào một số người mộ đạo dâng cho Thầy Minh Tuệ mấy quyển sách mỏng. Tất nhiên là thấy Minh Tuệ từ chối và đông đảo công chúng nhanh chóng vào cuộc. Được biết, trước khi làm cái việc dâng sách cho Thầy, người đàn ông lạ mặc áo tu hành này đã mang theo cả túi sách phần phát cho công chúng, tin sơ khởi của giới youtuber cho biết những tập sách đó có in tên thầy Minh Tuệ lên trang đầu và không được phát hành bởi cơ quan xuất bản chính thống. Đó là những dấu hiệu ban đầu cho phép chúng ta nghi ngờ đang có một âm mưu gắp lừa bỏ tay người đối với thầy Minh Tuệ. Song điều khiến chúng ta vui mừng là sự tỉnh táo của công chúng, trong đó tất nhiên có cả các youtuber họ vừa hành nghề truyền thông vừa tham gia vào việc giữ gìn cho tự an ninh trong toàn khu vực. Bất cứ một động tĩnh bất thường nào cũng được họ ghi nhận và đánh giá. Sự phát hiện ra kẻ lạ mặt mặc y áo tu hành phát không cho công chúng sách in tên Thầy Minh Tuệ là chiến tích bước đầu của những người có tâm, là lời cảnh cáo đầu tiên dành cho những kẻ ném đá giấu tay, đồng thời cũng khiến chúng ta lo lắng cho sự an toàn của Sư Minh Tuệ. Đối với thầy Minh Tuệ, cái chết cũng chả có ý nghĩa nào. Song với chúng ta, sự ám hại thành công bậc chân tu này sẽ kéo theo sự vùng dậy của những thế lực lợi dụng sự tu hành để làm điều sàng bậy. Và như thế, một lần nữa đạo Pháp trở thành phương tiện hữu hiệu của những kẻ cướp bóc trắng trợn cả niềm tin lẫn tài sản của người mộ đạo. Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video nếu thấy video này hay đừng quên chia sẻ tới bạn bè và người thân được biết để cùng áp dụng đồng thời nếu có bất cứ câu hỏi nào hãy để lại bình luận ở phần phía bên dưới hãy nhấn nút đăng ký kênh sau đó nhấn vào tín hiệu chuông để cập nhật những video mới nhất và hay nhất đến từ ban biên tập chương trình còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại